lúc bấy giờ cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn các đại Bồ Tát nếu tu hành như thế thì chẳng hành sắc cũng chẳng hành thọ tưởng hành thức. Bạch Thế Tôn các đại Bồ Tát nếu tu hành như thế thì chẳng hành nhãn xứ cũng chẳng hành nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ. Bạch Thế Tôn các đại Bồ Tát nếu tu hành như thế thì chẳng hành sắc xứ cũng chẳng hành thanh hương vị xúc pháp xứ. Bạch Thế Tôn các đại Bồ Tát nếu tu hành như thế thì chẳng hành nhãn giới cũng chẳng hành nhĩ tĩ thiệt thân ý giới. Bạch Thế Tôn các đại Bồ Tát nếu tu hành như thế thì chẳng hành sắc giới cũng chẳng hành thanh hương vị xúc pháp giới. Bạch Thế Tôn các đại Bồ Tát nếu tu hành như thế thì chẳng hành nhãn thức giới cũng chẳng hành nhĩ tí thiệt thân ý thức giới. Bạch Thế Tôn các đại Bồ Tát nếu tu hành như thế thì chẳng hành nhãn xúc cũng chẳng hành nhĩ tí thiệt thân ý xúc. Bạch Thế Tôn các đại Bồ Tát nếu tu hành như thế thì chẳng hành các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng hành các thọ do nhĩ tí thể thân ý xúc làm duyên sanh ra. Bạch Thế Tôn các đại Bồ Tát nếu tu hành như thế thì chẳng hành địa giới cũng chẳng hành thủy hỏa phong không thức giới. Bạch Thế Tôn các đại Bồ Tát nếu tu hành như thế thì chẳng hành vô minh cũng chẳng hành hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử Bạch Thế Tôn các đại Bồ Tát nếu tu hành như thế thì chẳng hành bố thí ba la mật đa cũng chẳng hành tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa. Bạch Thế Tôn các đại Bồ Tát nếu tu hành như thế thì chẳng hành pháp không nội cũng chẳng hành pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt giáo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, Pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh.